SNSD là một trong những nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng hàng đầu lịch sử K-pop. SNSD ra mắt công chúng vào tháng 7 năm 2007 với đĩa đơn Into the New World. Ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc, được mệnh danh là thánh ca debut của K-pop. SNSD sau đó trình làng một loạt bản hit nổi tiếng khác như Oh, Who's Jennie và đặc biệt là She, ca khúc đưa tên tuổi của nhóm lên tầm cao mới. SNSD luôn là cái tên được người hâm mộ của nhóm nói riêng và công chúng nói chung hy vọng sớm có màn tái hợp mỗi năm và hơn hết là một màn comeback âm nhạc đúng nghĩa. Và mới đây, người hâm mộ không khỏi vỡ òa với tin tức SNSD xác nhận comeback với album mới sau 5 năm vắng bóng. Theo đó, thông tin SNSD xác nhận comeback với album mới sau 5 năm được chính công ty SM Entertainment thông báo đến các đơn vị truyền thông vào ngày 17 tháng 5. Đại diện công ty cho biết đang chuẩn bị phát hành một album mới vào tháng 8, đánh dấu kỷ niệm 15 năm kể từ khi ra mắt vào năm 2007. Sau album phòng thu thứ 6 Holiday Night vào tháng 8 năm 2017, đây sẽ là lần trở lại đầu tiên của Girl Generation với tất cả 8 thành viên sau 5 năm. Chính vì thế mà album này cũng mang lại nhiều tầng ý nghĩa và cảm xúc. Bên cạnh đó, các cô gái SNSD cũng có kế hoạch xuất hiện trên các chương trình truyền hình và chương trình thực tế độc quyền nhân dịp album kỷ niệm 15 năm được phát hành. Có thể thấy, dường như SNSD đã chuẩn bị rất nhiều điều cho fan nhân dịp ý nghĩa này. Trước đó, một số thành viên đã không ngừng nhá hàng tung thính cho lần comeback này của nhóm. Hiện tại, các thành viên Sunny, Taeyong, Yuri, Yuna và Hyoyeong vẫn trực thuộc SM, còn Seyun, Soyeon, Tiffany đã đầu quân về công ty khác. Tuy là vậy, nhưng họ vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ thân thiết với nhau, khiến các fan rất mừng và ngưỡng mộ. Vào năm ngoái, các thành viên SNSD đã có màn tái hợp đầy vỡ òa trên sóng truyền hình sau gần 4 năm tại chương trình You Quiz on the Block. Trong khi người hâm mộ bày tỏ sự hào hứng vui mừng khi 8 thành viên SNSD chuẩn bị tái hợp, thì Jessica là trường hợp để lại nhiều tiếc nuối nhất. Jessica được mệnh danh là nữ hoàng băng giá của SNSD. Cô nàng sở hữu giọng hát nổi trội, xinh đẹp và tính cách hài hước. Cô là thành viên sở hữu fan đông đảo bậc nhất trong SNSD. Từng có giai đoạn, Jessica được SM quan tâm cho xuất hiện trước truyền thông nhiều hơn cả Juna, thành viên đảm nhận vị trí visual của nhóm. Hành trình của Jessica và SNSD bất ngờ kết thúc năm 2014. Trước khi SNSD lần đầu đặt chân đến thánh đường Tokyo Dome, Jessica khiến K-pop chấn động với quyết định rời nhóm. Dưới sức ép của SM, Jessica không thể xuất hiện trên truyền hình, các hoạt động nghệ thuật của cô bị đình trệ. Hiện tại, Jessica gần như mất tích khỏi bản đồ K-pop. Nữ hoàng băng giá giờ tập trung kinh doanh và phát triển thương hiệu thời trang riêng. Gần đây, cô nàng cho ra mắt phần 2 của tự truyện Shine mang tên Rise. Dù chỉ mới hé lộ một đoạn, song tiểu thuyết này ngay lập tức gây sóng gió. Nhiều người nghi ngờ Jessica đã ẩn ý việc mình bị 8 thành viên SNSD hợp sức đuổi thẳng khỏi nhóm. Theo đó, Jessica tiếp tục xoáy sâu vào mối quan hệ bất hòa giữa nữ chính Rachel và 8 cô gái còn lại trong phần 2 của tiểu thuyết. 8 cô gái trong tiểu thuyết không hài lòng về hãng thời trang của Rachel. Đây được cho là chi tiết Jessica ám chỉ 8 thành viên SNSD cô lập mình và thậm chí là hợp sức ép cô rời nhóm. Trước đó, Jessica cũng từng xác nhận rằng nữ chính Rachel là mình. Đáng chú ý, 8 cô gái của Girls Forever tiếp tục phàn nàn chuyện Rachel đi muộn những buổi tập luyện cho concert ở Los Angeles, bất chấp bản thân cũng từng mắc lỗi tương tự. Kể từ ngày DB đuổi tôi đi, tôi đã không còn liên lạc với những người bạn cùng nhóm cũ của mình. Nghĩ về họ vẫn còn nhức nhối, nhưng cơn đau sẽ bớt đi một chút mỗi ngày. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ảnh chung với chính người chúng tôi nữa. Tim tôi thắt lại vì ý nghĩ đó, tôi phải nuốt cục nghẹn này lại. Mình đã bị hủy hoại, phục vụ với tư cách thành viên Girl Forever luôn là ưu tiên số 1 và là tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng giờ mình buộc phải ra đi, không vì lý do chính đáng nào. Những đoạn trích được cho là Jessica đang nói về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với nhóm cũ sau khi rời đi.